Xin chào các bạn, ở thời điểm trước Tết và ra Tết thì Xiaomi Redmi Note 7 đang là một chiếc máy mà thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dùng. Có thể nói đây là một trong những chiếc máy ở tầm giá 4-5 triệu đang cháy hàng ở thời điểm hiện tại. Rất nhiều hàng đã về và được các bạn chọn mua. Và nhiều bạn đặt ra câu hỏi là vậy thì chiếc Xiaomi Redmi Note 5 Pro, cái sản phẩm mà trước khi Redmi Note 7 ra mắt ý, thì đây là sản phẩm cũng có cái sức hút không hề thua kém, thì liệu chiếc Redmi Note 5 Pro này có phải là sản phẩm đã lỗi thời chưa khi mà với sự xuất hiện của chiếc Redmi Note 7? Đó, thì trong video này mình sẽ tư vấn xem là với cái mức giá chỉ có tầm 3 triệu của chiếc Redmi Note 5 Pro và với mức giá hơn 4 triệu của Redmi Note 7 thì đâu sẽ lựa chọn đáng mua hơn, thì các bạn ở thời điểm này nên mua chọn sản phẩm nào? Các bạn vẫn sẽ chọn chiếc Redmi Note 5 Pro cho tiết kiệm hay là nâng cấp lên hẳn chiếc Redmi Note 7 để có nhiều tính năng hiện đại hơn? Vì sao lại là Redmi Note 5 Pro và Redmi Note 7? Và hiếm có dòng sản phẩm nào như dòng Redmi Note của Xiaomi trong thời gian rất ngắn thôi như rất nhiều chiếc máy được tung ra thị trường. Sau chiếc Redmi Note 5 Pro là Note 6 Pro và hiện tại là Redmi Note 7. Và chúng ta biết là chiếc Redmi Note 6 Pro khi ra mắt thì những cái điểm nâng cấp của nó không có quá nhiều so với chiếc Redmi Note 5 Pro, nhưng mức giá là cao hơn, vì vậy mà không được sự quan tâm của nhiều người. Và phải khi mà chiếc Redmi Note 7 thì nó thực sự là một cơn sốt khi mà nó có rất nhiều điểm nâng cấp so với Redmi Note 5 Pro. Hiện tại với mức giá là 4.290.000 của chiếc Redmi Note 7 so với 3.190.000 của Redmi Note 5 Pro thì Redmi Note 7 có những điểm gì hơn? Thứ nhất, chúng ta có thể thấy đó là điểm nâng cấp lớn nhất chính là về màn hình, hay là tổng quan hơn là về thiết kế. Rõ ràng về màn hình với kích cỡ là 5.99 inch khi mà so với chiếc Redmi Note 7 đó là 6.3 inch nghĩa được tối ưu với cái tỷ lệ mặt trước rất là gọn, khi mà cái toàn bộ màn hình này các bạn thấy là với Redmi Note 7 nó được làm màn hình kiểu giọt nước và các viền được tối ưu, cảm giác cái viền rất là mỏng và toàn bộ không gian hiển thị mặt trước được chiếm trọn. Trong khi đó thì chiếc Redmi Note 5 Pro mặc dù sở hữu chung kích cỡ nhưng các bạn thấy rõ ràng là ở cái phần trên và phần dưới này cái viền nó cũng rất là dày, bởi vì ở phần bên trên là nơi mà chúng ta đặt những cụm cảm biến, về cái sự tối ưu của nó không được tốt bằng. Và khi mà các bạn cầm chiếc Redmi Note 7 trên tay, các bạn chúng ta chơi game hay là trải nghiệm mọi thứ liên quan về giải trí thì rõ ràng nó mang lại cái hiệu ứng thị giác và trải nghiệm thích hơn chiếc Redmi Note 5 Pro khá là nhiều. Và đây theo mình nghĩ là một trong những cái yếu tố mà đáng để người dùng quan tâm nhất. Tuy nhiên cái nhược điểm trên cái chiếc Redmi Note 7 ở mặt sau đó là khi mà cầm nó sẽ rất là bám bụi bẩn, mồ hôi và vân tay và khá trơn trượt nữa. Trong khi đó thì chiếc Redmi Note 5 Pro thì nó đã hạn chế được cái điểm này. Và cái điều thứ hai mà nhiều người dùng quan tâm lựa chọn trên chiếc Redmi Note 7 đó chính là việc cấu hình của nó được nâng cấp so với Redmi Note Pro khi sử dụng con chip Qualcomm S660 so với của Note 5 Pro đó là Qualcomm S636. Thì hai con chip này nó sẽ có sự chênh lệch khi mà các bạn, đặc biệt là những bạn nào chúng ta chơi trò game nặng, những game 3D thì chip Qualcomm S660 thì nó sẽ cho khả năng xử lý, đặc biệt là xử lý về 3D sẽ tốt hơn. Còn trong một vài những ứng dụng hay là game cơ bản thông thường thì gần như các bạn sẽ không thấy cái điểm khác biệt giữa hai chiếc máy này. Chiếc Redmi 5 Pro thì nó vẫn đáp ứng tốt những nhu cầu chơi game cơ bản của bạn và mọi thao tác thì nó đều hoàn toàn đáp ứng được. Thì hai chiếc máy này thì hiện tại cũng đều được nâng cấp lên nền tảng MIUI 10 rồi, và với rất nhiều cái tính năng hay là cái giao diện giống hệt nhau và các bạn có thể trải nghiệm không hề khác biệt gì cả. Điểm thứ ba mà các bạn quan tâm lựa chọn nâng cấp lên đó chính là về camera, và cụ thể đó chính là về camera sau. Thì thông số của nhà sản xuất thì với chiếc Redmi Note 7 thì nó được nâng cấp lên cái camera với số chấm là 48 megapixel. Tuy nhiên thì với cái tính năng mà chụp ảnh 48 megapixel thì các bạn cần phải vào trong phần cài đặt và chúng ta chọn cái chế độ Pro, thì khi đó thì camera sau nó sẽ có cái độ phân giải cao nhất, thì giúp các bạn sẽ chụp ra bức hình có độ chi tiết cao để các bạn có thể in ấn với kích cỡ lớn. Trong khi đó thì với những bạn có nhu cầu chụp ảnh cơ bản thông thường thì vẫn có thể lựa chọn chiếc Redmi 5 Pro, bởi vì thực chất ra là với camera 48 megapixel thì với những người nào chúng ta am hiểu sâu về camera thì chúng ta sử dụng tính năng này thôi. Ngoài ra thì với camera của Redmi Note 7 thì cũng được tối ưu cả về cam trước và cam sau. Chính vì vậy những bức hình chụp ra thì cũng đẹp hơn một chút so với Note 5 Pro. Và đây chính là những lý do chính mà người dùng lựa chọn nâng cấp lên chiếc Redmi Note 7. Vậy thì với mức giá rẻ 1 triệu và ở thời điểm này thì Note 5 Pro có phải sản phẩm đã lỗi thời hay chưa? Thì mình có thể khẳng định là chưa. Và cái minh chứng rõ ràng nhất đó chính là cái doanh số máy bán ở diện thông minh hiện tại, thì chiếc Redmi Note 5 Pro không hề thua kém Redmi Note 7, thậm chí là có những tuần còn vượt trội hơn. Bởi vì sao? Bởi sản phẩm này rẻ hơn tới hơn 1 triệu đồng. Với những sản phẩm ở phân khúc tầm trung giá rẻ thì cái việc mà chênh nhau tới hơn 1 triệu thì là một con số cũng rất là lớn rồi. Thì với hai sản phẩm này thì nó chung cái một đặc điểm đó là đều có màn hình tràn viền này, đều có viên pin là 4000 mAh với một dung lượng rất là trâu, giúp các bạn có thể trải nghiệm thoải mái trong thời gian dài. Đều hỗ trợ hai sim hai sóng, đều có một cái giao diện MIUI rất là mượt mà và nhiều tính năng. Cùng có camera trước là 13 megapixel, đều có camera kép phía sau chụp ảnh xóa phông, đều có cảm biến vân tay. Như vậy là những cái tính năng mà chúng ta thường xuyên sử dụng và tiếp xúc nhất thì hai chiếc máy này gần như nó lại giống nhau. Còn chỉ trừ đặc biệt là những bạn nào chúng ta hay chơi game và hay giải trí nhiều thì mình khuyên các bạn nên chọn nâng cấp lên Redmi Note 7. Còn với các bạn nào chúng ta mua tặng bố mẹ chẳng hạn, những người mà không có nhu cầu quá cao về chụp ảnh hay là chơi game nặng thì chiếc Redmi Note 5 Pro là một lựa chọn theo mình đáng giá hơn nhiều, bởi vì mức giá rẻ 1 triệu các bạn sẽ tiết kiệm và chúng ta dành cho nhiều khoản khác hơn. Và với Note 7 thì đương nhiên là nó sẽ phù hợp với những bạn nào thích cái mới mẻ, thích một thiết kế mới hay trải nghiệm của nó tuyệt vời hơn. Còn Note 5 Pro theo mình thấy ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn là một chiếc máy đáng mua nhất ở phân khúc 3 triệu. Có thể thời gian sắp tới thì nhiều người dùng sẽ lựa chọn nâng cấp lên Redmi Note 7, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chiếc Note 5 Pro vẫn là một trong sản phẩm
phải nói là có thể mình đánh giá là một trong những chiếc máy thành công nhất của Xiaomi từ trước đến nay ở phân khúc giá tầm trung từ 34 triệu. Và các bạn đừng quên là cuối tuần này vào ngày mùng 3 tháng 3 năm 2019 tại showroom 119 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ Chính, Hải Dương sẽ có chương trình khuyến mại đặc biệt. Khi đó với hai sản phẩm Redmi Note 7 và Note 5 Pro các bạn sẽ được flash sale trực tiếp tới 300.000 đồng, tức là với chiếc Redmi Note 7 này các bạn chỉ mua với mức giá là 4.090.000 thôi, trong khi đó thì với chiếc Redmi Note 5 Pro các bạn chỉ phải mua với mức giá là 2.990.000. Thì lưu ý đây là chương trình mà dành cho những bạn hàng đến mua hàng sớm thì sẽ được với mức giá ưu đãi như này. Như vậy các bạn vừa sẽ tiết kiệm được số tiền và vừa sở hữu được một sản phẩm theo mình thấy là rất là đáng mua ở tầm giá này. Ngoài ra thì với chương trình khuyến mại tại showroom 119 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương thì các bạn cũng có cơ hội sở hữu những chiếc điện thoại 2 SIM 2 sóng với mức giá không tưởng chỉ là 199.000 đồng, hay rất nhiều chương trình khác các bạn có thể tham gia không mua hàng cũng vẫn sẽ có quà. Các bạn chỉ cần tham quan trải nghiệm showroom là cũng sẽ nhận được ngay những cái phần quà hữu ích. Ngoài ra tất cả những bạn mua hàng trên 1,5 triệu thì đều được giảm giá trực tiếp ngay 100.000 đồng, hay là tham gia vòng quay may mắn để có thể có cơ hội giảm tới trực tiếp tới 500.000 đồng và rất là nhiều phần quà khác nữa. Và để mua hàng này các bạn có thể qua trực tiếp showroom 119 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương vào ngày chủ nhật mùng 3 tháng 3 năm 2019 tuần này. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.